Thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa với vô vàn những trận chiến đẫm máu, sự hùng thịnh, suy đồi của các triều đại đã được tái hiện lại khá chân thực và sắc nét qua bộ tiểu thuyết Chương Hồi Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. Không chỉ xoay quanh những câu chuyện về các cuộc chiến phân chia quyền lực dưới thời Ngụy Thục Ngô, ngòi bút La Quán Trung còn khắc họa lại rất nhiều nhân vật kinh điển đã đi vào lòng người như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị hoặc Quan Vũ. Và bên cạnh những cái tên huyền thoại nổi tiếng lẫy lừng đó thì Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng hội tụ rất nhiều nhân vật huyền bí với tài năng xuất chúng nhưng lại thường chọn cho mình cách sống nhàn hạ, không màng đến thế sự thời cuộc. Bảy nhân vật mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây được sử sách ca tụng là bảy cao nhân thời Tam Quốc khiến cả nhà tiên tri Khổng Minh lẫn nhà chính trị quân sự kiệt xuất Tào Tháo phải nghiêng mình kính nể. Thứ nhất, Quản Lộ. Thời Tam Quốc có một vị thầy bói tên là Quản Lộ, tự Công Minh, quê Bình Nguyên nước Ngụy, nay là phía Tây Nam tỉnh Sơn Đông. Ông có dung mạo xấu xí, thích uống rượu, tính khí bất định, là người tinh thông bát quái, phán đoán không việc nào không trúng, khắp thiên hạ đều bái phục. Ông hiểu rõ cái đạo lý của chu dịch, thiên văn, phong thủy, bói toán, xem tướng, không gì không tinh thông. Tính vốn rộng rãi, được nhiều người ưa, ghét mà không thù, yêu mà không khen, thường muốn lấy đức báo oán. Thường nói, trung hiếu, tín nghĩa là gốc rễ của con người, không thể không xem trọng. Trong sạch, thẳng thắn chỉ là vẻ ngoài háo rỗng của kẻ sĩ, không đủ để xem trọng. Quản Lộ thờ cha mẹ có hiếu, thật thà với anh em, tin yêu bạn bè, đều tỏ rõ lòng nhân hòa, cả đời không có chỗ thiếu sót. Kẻ sĩ bình luận, kẻ già cũng chịu phục. Chuyện rằng một nông dân tên là Quách An, nhà có ba anh em đều bị thọt chân, bèn mời Quản Lộ về bói. Quản Lộ đến nơi, gieo quẻ xong rồi nói, nhà anh bị một nữ quỷ phá hoại. Trước đây, nếu không phải bác gái thì cũng thím anh gặp năm mất mùa, tham một thúng gạo nỡ xô người ta xuống giếng, lấy đá lấp lại người đó chết đi, oan hồn lên trời kiện, nên anh em nhà anh phải chịu ác báo. Cái ác báo này, dù anh em nhà anh có cúng tế tới đâu cũng không ăn thua gì. Mấy anh em nhà này nghe xong toát mồ hôi và công nhận rằng trước đây nghe nói người thím có giết một người đội một thúng gạo. Nghe chuyện, quan huyện lệnh tín đồ bèn đem theo việc vợ bị đau đầu, con bị bệnh tim chữa lâu không khỏi nên nhờ Quản Lộ bói. Lộ cho biết, ở phía tây nhà ông, dưới gốc cây có hai cái xác người, một thây cầm xà mâu, một thây cầm cung đầu quay vào trong vách. Thây cầm cung bắn vào ngực nên con ông bị đau tim. Thay cầm xà mâu nhắm vào đầu nên vợ ông đau đầu. Quan huyện bái tạ ra về, sai gia nhân đào ở góc nhà phía tây lên thì quả nhiên có thấy hai chiếc quan tài. Mở nắp ra, thấy có hai bộ xương, một cầm cung, một cầm xà mâu nhưng đã bị mục nát. Quan cho đem hai cái thây ra ngoài 10 dặm mà an táng. Từ đó, bệnh của vợ con ông dần dần rồi dứt hẳn. Một lần ở quận Thanh Hà có hạn lớn, thái thú họ Nghê mời Quản Lộ tới xem. Cho biết bao giờ trời sẽ mưa và đặt cược 200 cân thịt trâu. Quản Lộ nói, đêm nay sẽ mưa. Ngày hôm đó trời nóng như thiêu đốt, mọi người cho rằng Quản Lộ chỉ là kẻ đoán mò. Ấy vậy mà nửa đêm gió thổi, mây đùn, cơn mưa lớn ập đến. Quan thái thú cả mừng làm tiệc thết đãi. Quản Lộ đem bắt quái ra giải thích. Ban ngày tôi quan sát ngọn cây thấy gió thiếu nữ thổi nhẹ. Trong lùm cây có âm điểm hót và rồi nổi gió thiếu nam. Chim chóc bay lượn nhịp nhàng nên suy đoán là sẽ có mưa. Có một bà lão bị mất trâu đến nhà Quản Lộ tìm giúp. Quản Lộ gieo quẻ rồi nói, ngoài bời khi bắt, bảy đứa nổ ra, đến tìm lập tức, còn thấy lông ra. Bà lão nghe nói vội vàng đi tìm, quả nhiên thấy những tên trộm vừa làm thịt con trâu bên bờ khe, bèn đi trình thái thú Lưu Bân. Bân cho lính đến bắt được bảy tên trộm rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện. Bà lão thực tình kể. Bân không tin, cho người đi mời Quản Lộ đến rồi lấy cái túi ấn và lấy cái lông gà rừng ra bỏ vào hộp bảo Lộ đoán. Lộ gieo quẻ rồi đoán hộp thứ nhất. Trong vuông ngoài tròn, năm sắc chỉ luồn, đừng của giữ tín, hiện ra chữ son. Đây hẳn là cái túi đựng ấn tín. Và hộp thứ hai, đậu trên cây núi, lông cánh vàng ối, mình gấm đốm đen, gáy sáng không lỗi. Đây hẳn là lông gà rừng. Lưu Bân nghe xong kinh hãi, trọng đãi Quản Lộ làm thượng khách.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có kể rằng Quản Lộ đã coi bói cho Tào Tháo và tiên đoán chính xác về việc xảy ra hỏa hoạn ở Hứa Đô và sẽ mất một viên tướng ở núi Định Quân. Về sau, những lời này đều ứng nghiệm chuẩn xác. Thứ hai, Mạnh Tiết. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hồi thứ 89 của Lạc Quán Trung mô tả gia đình Mạnh Hoạch có 3 anh em trai. Mạnh Hoạch là người thứ hai và là tay cự phách, làm Man Vương, có thế lực nhất vùng Nam Trung. Mạnh Hoạch đã dẫn quân nổi loạn chống lại quân Thục ở phía Nam. Mạnh Ưu là em út, là người luôn ủng hộ và đoàn kết với Mạnh Hoạch trong cuộc chiến tranh với Thục. Mạnh Tiết là anh cả, vốn là người hâm mộ văn hóa Hán và bất mãn với Mạnh Hoạch bởi vì không tuân vương hóa nên đã bỏ đi làm ẩn sĩ. Mạnh Tiết được mô tả là người đội nón nan, đeo dép cỏ, áo bào trắng, dây lưng thâm, mắt biếc, tóc vàng, là ẩn sĩ sống ở khe núi Vạn An. Từ con sông Câm đi thẳng mé tây vài dặm, có một hang núi, vào trong hang đi 20 dặm nữa, đến một cái khe gọi là khe Vạn An. Mạnh Tiết được giới thiệu là một cao sĩ, gọi là Vạn An ẩn giả, và đã vài mươi năm nay, Mạnh Tiết không rời khỏi khe Vạn An, sống cùng với một tiểu đồng. Nơi Mạnh Tiết sống có thông to, bách cổ, trúc lạ, hoa thơm, rườm rà xung quanh một khu nhà. Sau bức rào, có mấy gian nhà tranh, mùi hoa ngào ngạt. Đặc biệt là sau nhà Mạnh Tiết có một cái suối, gọi là suối An Lạc. Ai chúng phải độc, uống nước suối ấy sẽ khỏi lập tức. Hoặc người nào sinh ghẻ, nhiễm phải chướng khí, tắm nước suối ấy tự nhiên không việc gì. Trước nhà thì có một thứ cỏ gọi là giới diệp vân hương, ngậm lá cỏ ấy trong mồm thì chướng khí không nhiễm vào được. Khi quân Thục bị trúng độc do uống phải nước suối Câm ở chỗ của Đoá Tư Đại Vương, có người chỉ điểm, Khổng Minh đem hương hoa, lễ vật dẫn Vương Bình và những quân Câm, theo lời thần chỉ, lần mò kéo đi vào một hang núi, đi 20 dặm nữa thì thấy căn nhà của Mạnh Tiết. Mạnh Tiết hớn hở chào hỏi và mời vào nhà chơi. Khổng Minh xin Mạnh Tiết rộng lượng cho ít nước thần để cứu vớt cái sống thừa của ba quân. Mạnh Tiết nói, Lão Phu là người quê cạch ở chốn núi rừng, thừa tướng lọ phải uổng công đến đây. Suối này ở ngay sau nhà, xin cứ việc ra mà uống. Rồi sai tiểu đồng đưa Vương Bình và quân lính ra suối lấy nước. Uống xong, quân lính đều liền thổ ra giải độc rồi nói được ngay. Tiểu đồng lại đưa cả bọn đến khe Vạn An tắm táp. Mạnh Tiết ở trong nhà pha chè hạt bách, thiết đãi Khổng Minh và báo với Khổng Minh rằng ở xứ này lắm giống rắn dữ, giết độc, hoa liễu bay vào trong khe, nước không sao uống được, phải đào giếng mới xong. Ông còn dạy quân Thục ngậm lá giới diệp vân hương để tránh độc khí. Khổng Minh xin hỏi tên họ thì Mạnh Tiết báo tên và tự giới thiệu là anh ruột của Mạnh Hoạch, đồng thời tâm sự với Khổng Minh về gia đình của mình và cho biết hai em tôi cứng đầu, cứng cổ, không tuân vương hóa. Tôi can bảo chúng nó không nghe nên phải đổi tên ẩn giật ở đây. Nay em tôi làm phản để thừa tướng phải khó nhọc đến xứ Bất Mao này. Tội tôi thật đáng muốn chết nên thú tội với thừa tướng trước. Khổng Minh đề nghị với Mạnh Tiết sẽ tâu với thiên tử cử ông này lên làm vua xứ Nam Man. Nhưng Mạnh Tiết từ chối bởi vì ghét công danh nên trốn ra đây, còn bụng nào tham phú quý nữa. Khổng Minh bèn lấy vàng lụa ra tạ. Mạnh Tiết cố chối từ không chịu lấy. Khổng Minh cảm phục từ biệt ra về. Sau này có thơ khen rằng, thảnh thơi trong một túp liều tranh, suối mát, hoa thơm, cảnh cũng thanh, cổ thụ tùm, người vắng ngắt, hãy còn khói biếc, khóa non xanh. Thứ ba, Hoa Đà. Hoa Đà sinh năm 145, mất năm 208, tự là Nguyên Hóa, người huyện Tiêu, nước Bái, nay là huyện Bặc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Sử chép rằng, Hoa Đà đọc thông kinh sử, tuổi trẻ du học ở Từ Châu, từng đỗ hiếu lâm. Tể tướng Trần Khuê và Thái úy Huỳnh Uyển của nước Bái từng tiến cử và mời Hoa Đà ra làm quan, song ông đều từ chối. Ông quyết chí học thuốc cứu đời, trừ bệnh tật cho dân chúng. Những bộ chính sử như Hậu Hán Thư, Tam Quốc Chí cũng đều có ghi chép những câu chuyện về vị thần y này. Theo Bách Khoa Trung Quốc, tương truyền rằng từ khi còn trẻ, ông đã bôn tẩu khắp nơi để thu nạp thêm kiến thức nhằm nâng cao y thuật của mình. Không những vậy, Hoa Đà còn thường xuyên thực hành chữa bệnh. Vì vậy, ông vô cùng tinh thông cách chữa trị các loại bệnh trạng. Có giải thoại kể lại, người đời năm xưa vẫn thường truyền tai nhau, một khi đã dùng thuốc của Hoa Đà thì bệnh ắt sẽ khỏi. Cũng nhờ vậy mà người ta thường nhắc tới vị danh y này như một người có khả năng diệu thủ hồi xuân. Hoa Đà là người đã phát minh ra ma phi tán, là loại thuốc gây tê dùng trong phẫu thuật được ghi chép sớm nhất trong lịch sử y học thế giới.
ông lại phỏng theo động tác của chim thú như hổ, hiêu, gấu, khỉ, chim mà sáng tác ra Ngũ Cầm Hy. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hoa Đà đã từng trị thương cho Chu Thái bên Đông Ngô, giải độc cho Quan Vũ ở Kinh Châu và đã để lại câu chuyện cạo xương trị độc. Về sau, bởi vì chẩn đoán ra trong não của Tào Tháo có khối u, cần phải mở não để làm phẫu thuật. Nhưng Tào Tháo nghi ngờ, cho rằng Hoa Đà mượn cớ để hại mình nên đã tống giam ông vào ngục. Cuối cùng, Tào Tháo đã thật sự bị mắc bệnh ấy mà chết. Thứ tư, Càn Cát. Càn Cát là một phương sĩ ở Lăng Nha, nay ở phía bắc của Lâm Cân, tỉnh Sơn Đông, sáng tác một quyển thần thư gồm 170 quyển. Một đệ tử của Càn Cát đã dâng sách này cho vua Hán Thuận Đế, tại vị từ năm 126 đến năm 144. Được xem là kinh điển tối yếu trong giai đoạn ban đầu hình thành đạo giáo. Quyển đạo kinh này bàn về phụng thờ trời đất, thuận theo âm dương ngũ hành, tảo trừ đại loạn, giúp thiên hạ thái bình. Sách còn bàn sự hưng phế của quốc gia, phương pháp dưỡng sinh, cách tu luyện thành thần tiên, bùa chúa. Triều đình cho rằng đây là sách tà đạo nên tịch thu. Theo Tam Quốc Chí, Càn Cát đến đất Cối và Ngô, nay là huyện Cối Kê của Chiết Giang và huyện Ngô của Giang Tô, lập tinh xá đốt hương đọc đạo thư, chế tạo nước phép để trị bệnh cho dân chúng và làm rất nhiều việc tốt giúp người dân Ngô hội. Tiểu bá vương Tôn Sách sau khi nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, vừa không tin đạo sĩ, phép lạ, lại vừa sợ ông tập hợp mọi người lại làm loạn. Tôn Sách cho rằng, loại yêu đạo làm điều sang bậy này có thể mê hoặc người dân, khiến cho quân thần không còn tuân theo lễ nghĩa vua tôi, không thể không giết. Các danh thần và mẹ của Tôn Sách đều khuyên không được giết, nhưng Tôn Sách giận không kiềm được, vẫn lấy cớ mê hoặc nhân tâm mà ra lệnh chém giết Càn Cát. Theo Siêu Thần Ký của Càn Đậu, một tài liệu sưu tập chủ yếu dựa vào các truyền thuyết và tin đồn, thì Tôn Sách bắt đầu nhìn thấy bóng ma của Càn Cát trước cả khi xử tử ông. Sau khi bị thương sau vụ ám sát, các thầy thuốc khuyên Tôn Sách nên nghỉ ngơi cho vết thương mau lành. Tuy nhiên, một ngày ông nhìn vào trong gương lại thấy khuôn mặt của Càn Cát, ông gầm lên và ném cái gương đi. Vết thương của ông vỡ ra và ông chết ngay lập tức. La Quán Trung chấp nhận phiên bản này và nó được tiểu thuyết hóa hơn nữa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong đó, cái tên của Càn Cát được đổi thành Vu Cát. Có thể nói, ngòi bút La Quán Trung đã chạm đến từng ngõ ngách nhỏ nhất của thời Tam Quốc để có thể lột tả và khắc họa lại từng nhân vật, từng vị tướng lĩnh một cách chân thực và sống động đến như thế. Không chỉ có những tướng lĩnh tiếng tăm vang dội mà ngay cả với những nhân tài ẩn dật, không nổi danh lẫy lừng thì vẫn được người đời và sử sách biết đến như một sự ghi nhận cho những công lao và cống hiến của họ. Thứ năm, Bàng Đức Công. Bàng Đức Công là danh sĩ thời Đông Hán, người Tương Dương, cư trú trên Cù Lao Ngư Lương giữa sông Miện tại phía nam Hiện Sơn, chưa từng vào thành phủ, tự canh tác ruộng vườn. Vợ chồng đãi nhau như khách, lúc nghỉ ngơi thì đội khăn chỉnh tề, ngồi ngay ngắn để gảy đàn, đọc sách làm vui. Bàng Đức Công cùng các danh sĩ Tương Dương là Tư Mã Huy, Bàng Thống có quan hệ thân thiết, thường xuyên tụ họp, bơi thuyền chơi sông, không vướng bận gì, tùy tiện sướng thích. Đức Công gọi Tư Mã Huy là Thủy Kính, Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Bàng Thống là Phượng Sồ. Có lần Tư Mã Huy đến nhà Đức Công gặp lúc ông đi vắng. Huy cho biết sắp có khách đến chơi, thúc giục vợ con của Đức Công làm cơm, khiến họ một phen vất vả. Đức Công trở về, vào thẳng nhà trong gặp Tư Mã Huy, không phiền lòng chút nào, chẳng hề phân biệt chủ khách. Tư Mã Huy nhỏ hơn Đức Công 10 tuổi, thờ ông làm anh, thường gọi là Bàng Công. Gia Cát Lượng mỗi lần đến nhà Đức Công đều vái lại kính cẩn. Bàng Thống là cháu họ của Đức Công, thiếu thời chưa nổi danh, chỉ có ông xem trọng ông ta. Tư Mã Huy sau khi nói chuyện với Thống, hết lời khen ngợi Đức Công biết nhìn người. Kinh Châu Mục Lưu Biểu nhiều lần mời gọi mà không được, bèn đích thân đến gặp. Lưu Biểu hỏi ông không nhận lộc quan thì lấy gì để lại cho con cháu sau này. Ông trả lời rằng, thứ mà người đời để lại cho con cháu chính là thói xấu, ham muốn hưởng lạc, ham ăn, biếng làm. Thứ mà ta để lại cho con cháu là làm ruộng, đọc sách, sống cuộc sống an cư lạc nghiệp, cách để lại khác nhau mà thôi. Không thể thuyết phục Đức Công, Lưu Biểu đành thất vọng quay về. Về sau, Đức Công đưa vợ con lên núi Lộc Môn, người đời không gặp lại ông nữa. Thứ sáu, Lý Ý. Theo thần tiên truyện của Cát Hồng, Lý Ý là người Quận Thục, nay là Thành Đô Tứ Xuyên, sống vào những năm thời Hán Văn Đế, đến thời Tam Quốc vẫn còn sống. Cũng có người nói rằng
ông là cháu đời thứ 17 của Lão Tử, Lý Nhĩ, Đạo Hạnh Bí Hiểm. Trước cuộc chiến ở Di Lăng, Lưu Bị muốn đích thân dẫn đại binh đánh Ngô để báo thù cho người em kết nghĩa của mình là Trương Phi và Quan Vũ, nên đã nhờ Lý Ý đoán xem lành dữ như thế nào. Lý Ý bèn lấy giấy vẽ hơn 40 bức tranh binh mã khí giới. Vẽ xong, ông lại xé vụn từng tờ một. Sau đó, ông lại vẽ một người to lớn nằm ngửa trên mặt đất, một người bên cạnh đào đất chôn, bên trên viết một chữ Bạch lớn, sau đó chắp tay mà đi. Lưu Bị bực mình nói với quần thần rằng, đây là lão điên khùng, không đáng tin chút nào. Sau đó, vì Lưu Bị không tin, đã lấy lửa đốt bỏ bức vẽ rồi cất 70 vạn đại quân tiến lên. Lý Ý vẽ hơn 40 bức binh mã khí giới ám chỉ 40 doanh trại ở ven sông của Lưu Bị. Ông xé nát bức vẽ ám chỉ doanh trại bị phá. Một người to lớn nằm ngửa trên mặt đất và một người đào đất chôn ám chỉ là Lưu Bị vì bại trận mà sẽ phải chết. Phía trên viết một chữ Bạch lớn chỉ Lưu Bị gửi gắm con nhỏ cho Gia Cát Lượng ở thành Bạch Đế. Khi Lưu Bị dùng lửa đốt bức vẽ đã chỉ rõ 40 doanh trại sau này bị hòa công do Đông Ngô của Lục Tốn thiêu rụi, chính là do quyết định sai lầm của ông gây ra. Những điều này về sau từng cái đều ứng nghiệm chuẩn xác. Thứ 7. Tả Từ. Tả Từ là một nhân vật huyền thoại sống vào cuối thời nhà Hán và kỷ nguyên Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tả Từ học phép thuật đạo lão để được trường sinh bất tử từ vị đạo sĩ tên Phong Hành và sau đó truyền lại đạo thuật cho Cát Huyền. Rất nhiều người đọc Tam Quốc diễn nghĩa cho rằng Tả Từ chỉ là nhân vật hư cấu do La Quán Trung tưởng tượng ra để báo hiệu cho cái chết của Tào Tháo. Thế nhưng đích thực là trong sử sách có rất nhiều ghi chép về vị đạo sĩ này. Những tác phẩm nổi tiếng như Hậu Hán Thư, Tả Từ Truyện, Siêu Thần Ký, Phương Dư Thắng Lãm, Thiên Hạ Danh Thắng Chí, Giang Nam Thông Chí hay Lư Giang Huyền Chí cũng đều có ghi lại. Thậm chí còn có nhiều ý kiến cho rằng Tả Từ đã sống từ trước cả khi nhà Hán sụp đổ và mãi 300 năm sau mới mất. Theo sử liệu, Tả Từ là một đạo sĩ lão giáo, tự là Nguyên Phóng, đạo hiệu là Ô Giác Tiên Sinh, người quận Lư Giang, nay là Tiềm Sơn, tỉnh An Huy. Tả Từ tu trên đỉnh núi Thiên Trụ, luyện tập nội đan thuật và nuôi dưỡng tinh khí bằng khí công và tập luyện phòng trung thuật, một phương pháp luyện khí công tình dục của đạo giáo. Nhiều người nói rằng ông có thể sống trong nhiều thời kỳ mà không cần ăn. Tả Từ cũng học tứ thư ngũ kinh và chiêm tinh học. Khoảng trước năm 200, lãnh chúa Đông Ngô là Tôn Sách, một người chủ trương khổng giáo, muốn giết Tả Từ và truy sát ông bằng ngựa. Tả Từ chỉ đi bộ, vẫn trốn thoát được bằng cách đi chậm thong thả. Sau đó, Tả Từ đến thăm Tào Tháo, người trả trợ cấp cho ông để trình diễn phép thuật. Tào Tháo thể hiện sự quan tâm đến các phương pháp trường sinh bất tử bằng cách luyện theo, nhưng con trai Tào Thực cho rằng tiền trợ cấp chỉ nhằm mục đích cầm chân vị đạo sĩ này và kiểm soát phép thuật hoang dã của ông. Tả Từ trình diễn nhiều chiêu thức phép kỳ lạ trước điện Tào Tháo, chẳng hạn như bắt một con cá lạ từ một chảo đồng trống rỗng và biết đến một nơi khá xa để mua gừng. Tả Từ từng mời toàn điện Tào Tháo dùng thức ăn và rượu, nhưng Tào Tháo sớm phát hiện ra rằng Tả Từ đã gom hết tất cả cửa hàng rượu trong khu vực bằng phép thuật cho mục đích này. Tào Tháo cố gắng tìm cách hành hình Tả Từ, nhưng ông đã tẩu thoát bằng cách đi xuyên tường thành. Khi ai đó bẩm báo rằng Tả Từ đã lộ mặt ở khu chợ, tất cả mọi người trong khu chợ đều biến thành Tả Từ. Một bẩm báo khác cho biết Tả Từ đang ở trên đỉnh núi, do đó Tào Tháo và quân lính đuổi theo và nhận ra Tả Từ đang ẩn thân giữa một đàn cừu. Biết rằng không thể tìm thấy Tả, Tào Tháo nói với bầy cừu rằng chỉ đang cố gắng để kiểm tra kỹ năng của Tả Từ và không có ý định giết ông. Lúc đó, một con dê đứng bằng hai chi sau và nói, Tào Tháo và quân lính đổ xô tới con dê và nhìn thấy rằng những con cừu còn lại trong đàn đều hóa thành những con dê đứng bằng hai chân và biết nói giống người. Từ đó, quân lính Tào Tháo không bao giờ tìm thấy Tả Từ nữa. Tả Từ sau đó xuất thế và ẩn mình tu luyện trên những đỉnh núi. Chúng ta không thể nào ngược lại thời gian để có thể tận mắt chứng kiến những cuộc chiến công đẫm máu hay là gặp gỡ những nhân vật vĩ đại của cả một thời đại lịch sử mà chỉ có thể hình dung họ qua những tư liệu sử học ghi chép lại hay qua những tác phẩm văn học kinh điển mà điển hình là Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Và mặc dù qua ngòi bút nghệ thuật sẽ có những chi tiết được hư cấu, lý tưởng hóa hơn so với hiện thực, thế nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được tài trí, mưu lược và thế lực vô địch thiên hạ của các cao nhân thời Tam Quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
Hãy đăng ký kênh YouTube của Lịch sử Trung Quốc để không bỏ lỡ những câu chuyện lịch sử gay cấn, ly kỳ sẽ được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!